Xin chào quý vị và bạn. Hiện tại thì những mẫu xe có thể nói là rực rỡ như chiếc xe mà các bạn đang quan sát trước mắt, nó dần xuất hiện nhiều hơn trên đường phố và nó trở thành những cái điểm nhấn không thể thiếu được dành cho những phụ nữ trẻ thành đạt. Các bạn đang quan sát đây chính là mẫu xe Toyota Yaris phiên bản 2019 với cái màu rất là tuyệt vời, đó chính là màu xanh nõn chuối. Chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có giá bán đề xuất là 650 triệu niêm yết toàn quốc. Chương trình khuyến mại, các bạn vui lòng liên hệ với số hotline để được hỗ trợ. Tổng thể của chiếc Yaris này, các bạn thấy một cái thiết kế rất là thể thao, trẻ trung và rất là phù hợp với những chị em phụ nữ. Một mẫu xe nhỏ, giá thì cũng không thật sự rẻ đâu. Tuy nhiên thì nó lại mang những cái nét thiết kế rất là trẻ trung, hợp mốt, và những cái tiện nghi mà chiếc xe này mang lại thì thật sự tính đến thời điểm hiện tại nó vẫn rất là đủ dùng. Và mẫu xe này nó có những cái lợi thế tuyệt vời, ví dụ như cái chi phí vận hành rất là rẻ thôi. Đây chính là mẫu xe có chi phí vận hành rẻ nhất của Toyota ở Việt Nam, thậm chí là còn rẻ hơn cả Toyota Vios. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp, động cơ 1.5 lít với công nghệ Dual VTTI giúp tiết kiệm nhiên liệu một cách tối đa. Và những cái thông số mà chiếc xe này mang lại thì thật sự khiến nhiều người giật mình khi nó chỉ tiêu tốn khoảng chưa tới 7 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp có sử dụng điều hòa. Còn ở đường trường thì nó chỉ tiêu tốn khoảng 4,8 lít cho 100 km đường hỗn hợp. Có nghĩa là để vận hành và sở hữu một chiếc xe này với cái quãng đường di chuyển trung bình hàng tháng khoảng tầm 1.000 km, tức là trung bình một ngày các bạn di chuyển khoảng 30 km thôi, thì mẫu xe này một tháng không tiêu tốn của các bạn quá 2 triệu tiền xăng, một cái mức chi phí tôi nghĩ là quá rẻ cho một mẫu xe như thế này. Chiếc xe này thì cũng đã được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe và có rất nhiều màu cho khách hàng lựa chọn. Nếu các bạn không thích màu xanh chuối này, có thể tìm trong kho video của chúng tôi. Có Yaris màu trắng, Yaris màu đỏ và một màu cũng rất là được ưa chuộng, đó chính là Yaris màu xám. Nếu các cô các bác muốn tìm chiếc xe như thế này nhưng có màu sắc nó hài hòa hơn thì các cô các bác có thể xem cái Yaris màu đen hoặc là Yaris màu xám trong kho video. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại và trải nghiệm lái thử, quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.